lớn gì vậy? Cơm vô đây có sức là lắm. Em ơi, vậy ăn cái gì thank you.
Ủa tao mày. Hôm nay mày làm bị chùa quá đi. Cân cân chỉnh chỉnh hai cửa khúc.
về sớm này thôi. Giờ chạy qua chấm thằng hả? Công ty nó bắt qua bển hả? Thank you.
đầu tư bỏ con xe cho đó. Tự nhiên đi không thấy bán xe. Chết xe. Bỏ xe. Về ngang nữa. Mình không thấy còn chỉ. Không thấy còn chỉ nè. Đó, im luôn đừng chỉ được rồi ha. Đó đó thì gì mà. Im chắc thì không thấy. Rồi. Nhằm cái đó tự nhiên đua cho nó không thấy để đi đấy quên quên đâu chân trời làm trời ngon mấy anh đấy quá đi chốt từ từ đi chốt bia từ từ hết đi hết rồi đi vâng đấy bay giữa cho lạnh nha. Đường nha.
Cà phê tươi hay sao? Uống vừa bỏ đường mất công dụng. Cái tỷ lệ á muốn mình thích đánh giả quá cũng khó, ổng mà dân chuyên nghiệp rồi lâu lâu cũng đánh thành ra mình không đánh thường nên mình có lỗ hổng, nhưng mà anh bỏ lâu mà ra anh muốn dưới công việc, anh dưới công việc là cũng hay rồi. Thật chắc là mình lấy mạnh hơn yếu, có những mặt mình rất yếu so với anh làm chọn đấu pháp, còn đấu pháp thì buộc mấy người khác. Anh ở trong buồn anh ra đây là nhận câu lạc bộ dạy cờ đi. Hổng rồi đó, đây huynh nó nhận đông lắm mà nó không dạy nữa. Tôi nhận nít. Sao vậy? Tôi dạy nít. Nè dặn dạy này nè, tiếng mấy sĩ luôn á, thằng này nó tham mê học lắm nè. Anh dạy nó là hay á. Dạy người lớn thì để anh khiếp dạy. Thầy vui hay nói tiếng cười dạy nít rồi. Sao phá dạy nít kìa? Đi đấu giải thằng quốc. Ý vậy luôn. Đi luôn hả? Cũng hãng mà. Bảy sĩ hả? Mua Lazada. Mua Lazada. Em có cây chịu máy nhà. Mua gì cây chịu máy gì vậy? Em quay chuyên nghiệp mà. Em quay chơi chơi. Quay chơi. Mỹ đang đánh Trung Quốc. Gió gió mà nặng lắm. Cái anh móc cái bình tới bắt. Móc vô đây cái nó chịu lại. Nó không có đổ. Mấy cái này rẻ là nhờ Trung Quốc ăn cắp bắt người. Mày bốn có chỉnh lại là có hợp tác bản quyền khác chút là cũng mắc mắc à, mắc nhiều à, đất quá chị Nam Mỹ là dẹp thịt luôn
khác chút. Bắt gì? Trung Quốc đang dở nợ tùm lum mà Mỹ giật điện. Đâu sợ phải vô khuôn á, tức là phải trả bản quyền, trả bản quyền là tăng giá. Vậy đó chứ. Nên xài thì anh phải trả chứ, làm cái đồ ăn không người ta đâu có chịu. Động cơ Boeing mà còn giá. Mấy cái quỷ không làm cái công sáng tạo khó lắm. Sáng tạo xong thì gì rồi? Mấy cái đồ này Mỹ dẹp luôn, bán mắt thôi. Thank you.
xin. Gái. À, chết rồi. Xuống cái này hay lắm, em mua này đúng rồi, rẻ 7 xị hay là 600 mấy, 7 xị đúng 7 xị hả, ship luôn là hơn 7 xị, 7 xị 2 ship chừng 4,000 cộng luôn á là 7 xị 2-3 ngàn á. Cái cục này mua riêng nó cho luôn, nó cho luôn cục cái này hay gì ta, nó hiểu gì lên nó nhìn hình giống như quê gốc Trăng. Chả biết gì của chủ quan gốc tre. Hiểu nè. Win Xuân Sida. À cái này hay á. Thằng thằng gì mà 1 triệu mấy sập ra nó xài này nè. Gì quá tự nhiên. Đây em về chơi kịp rồi. Kiếm thêm hả? Kiếm chưa được đồng nào. Ủa sao cái cây này dài dữ vậy? Chứ cái cây của em nó đâu dài chứ. Cái cây bò này hơi dài á. Bá hết giờ. Đùa tốc độ anh bá đùa không kìa.
đây đây đưa lên anh. Quay công an thấy bắt nhóc. Mua cái này quay cho nó dễ nhẹ nhàng đi mà nó rẻ nữa không nặng. Niên nó lựa đã rồi thấy nó mua bắt chích mua hay nè cái này nè đúng không. Kiếm cái lưỡi xì rồi nghe nữa 600-700 rồi nghe nữa 600-700 là rẻ rồi. Ủa chứ cái mấy triệu rồi phí tiền cái này vừa con cái này nó vác cái máy ảnh được luôn không? Cái này nó chịu được cái máy ảnh 5kg á. Trong ra ta luôn đi á. Cái đầu mua không biết mua cái điện máy máy phí cái này có ai không? Anh biết anh mua cái máy nào mà đúng bài không? Canon EOS R mua nó quay đúng ga quay phải đóng khỏi nó 60 inch luôn cái lens nó hơi mắc chút. Trời ơi đi quay cả tướng nè không quay quay áo mày đi du lịch anh quay luôn hậu gì không cái này để nó làm. Anh thấy nhìn cái này rất là anh nhận dạng lên nhận xuống đó. Này để lên kia mát cái đen đủ ngồi đó nắng nào nào anh còn phải na con chịu co nắng tí vậy anh tìm được rồi cái này nó tiện nó nhanh còn cái dạng dạng nó lâu lắm cái này bật cái xong năm hả tỏ nó lôi con bảy năm rồi nắng ông tao cái thằng nào thấy đồ mà ông ơi bây giờ ông đất rẻ ông lồi ông cởi chuồng ông lồi ra cũng được luôn đất bây giờ Bình Dương kêu bán mẫu tỷ coi ông được cả chục đúng rồi đi đâu ông ơi vô cây quay video xe bớt à đừng có ghi cái đó ghi đó ra cây quay phim cây quay video hả gậy cây quay video đúng rồi. Cái này gọi là trai đó ai cũng biết nhưng mà anh cái vô mấy cái đó là không con ra nè đó là không cái công việc đó như gì vậy mày nói đó quá này ai chăm mày mèo nữa à vô tìm từ từ nữa nha cái miếng ghen miếng người sư phụ này cái nó bấm cho nó bấm rồi ra kiếm 600-700 là nó thì không ông kêu nó biết nó bấm rồi ra bấm cái tên nữa nó còn nè không không phải tìm đi nó bấm chờ đi nó bấm phát này lỗ này lỗ này nhưng đang bấm rồi ạ mày bấm dùm tôi cái che bấm này coi tôi bấm tên nó không ra là sao vậy mà dùng sao được mày không cái này ngon hơn cái quen dùng mấy cái này nó lẹ cái này anh ba nó anh ba nó quay qua đều là gì do cái trục này nè anh dặn nhẹ trục này nó có dầu thì ba anh qua quay rất là đều còn anh tự anh cầm cái quen qua là lúc nhanh lúc chậm nữa không bạn luôn là nhờ cái này vô chứ cái này hey, yeah. Hey, yeah. Ở đây quay cái vui này.
679 hả? Cũng như vậy. Ở hình như nó xuống á. Xuống 20.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bá là cứ vậy hả, nó cứ rung rung à, chứ không có mắt hình chân mà cái tay mình nó không có điều khiển được à. Cái đó nó bị cái thằng kinh mình nó không điều khiển được. Tinh thần thì vẫn minh mẫn nhưng mà giờ mà hay gì bỏ lâu giờ hay gì có coi mấy clip của gì coi này. Alo.
Tao ăn hai tượng là thắng rồi, đơn giản thôi.